Xin chào ông anh, bà chị. Không có gì để cho đâu. Nhà của anh em mày ở dưới Cát Bi. Nhà này à, bây giờ là của tao. Mày xuống Cát Bi với lũ em mày. Cứ như thái độ của ông, tôi chỉ có thể đáp lại bằng mày tao. Nhưng kia chắc là vợ ông. Giữ thể diện cho ông, tôi nói thế này, ông phải đưa tôi đến đấy, nếu không gọi xích lô trả tiền và chỉ chỗ cho nó đưa tôi đi. Nếu không thì sao? Thì tôi sẽ ở đây. Ở đây ông mà biết chưa? Thôi được, tôi sẽ gọi xích lô cho cậu. Còn bây giờ cậu vào nhà hút thuốc, để tôi giới thiệu với chị. Thôi, hỏi cần anh giới thiệu. Tôi nói luôn, tôi núi mới đi tù ra. Hỏi dài dòng. Vâng, vâng, tôi có biết ạ. Tôi sẽ gọi xích lô cho chú. Kìa mình mời chú hút thuốc lá đi chứ. Xích lô. Đây là thuốc lá ngoại. Cậu hút đi rồi đi nhá. Yên tâm, tôi không vào nhà đâu. Đừng có đuổi khéo nhau như thế. Lại đây. Xích lô đến rồi đấy. Đi ngay hay vào nhà thì tùy cậu. Nếu ông già không xử đẹp, tôi còn phải nhờ anh làm việc thêm. Tôi đi. Tao, mày, thả mất dậy. Anh em nhà anh đến khiếp. Của riêng của ông già với bụ nghỉ ở, chứ anh em gì. Em khỏi lo đi. Cái thằng tù này rồi sớm muộn cũng lại vào tù thôi. Cậu biết trước là các con sẽ thắc mắc, nên cậu phải lặn lội xuống. Các con phải hiểu rằng đây là nhà của nhà nước, cái vinh dự là nó ở chỗ ấy. Biển là giáo viên, nay mai về nhà chồng cũng phải tỏ ra hoàn cảnh một chút thì mới khỏi mang tiếng là gia đình tư sản. Xin lỗi cậu, đây không phải là cái nhà. Anh ý con phải tôi luyện 5 năm trong nghề hàng hải mới có được tiêu chuẩn này. Cậu bảo anh ấy xuống đây mà ở. Anh ấy không thể. Anh mới về ạ. Việc chưa xong, cậu cứ ngồi bàn cho xong đi. Anh nói. Đã 3 lần cậu đẩy anh vào tù, đẩy các em vào cái xó này, còn nhà cao cửa rộng thì cậu bỏ không. Anh nói, cậu đang giải quyết. Anh về xem cậu giải quyết thế nào. Cả sông cũng về đấy à? Vâng ạ, em được chuyển về đội nạo vét cả, nhưng chưa có việc, chỗ ở cũng không. Tại sao em không ở chỗ ông ý, cả cô Biển nữa? Chính chúng em mời cậu xuống đây để giải quyết đấy anh ạ. Cậu định giải quyết kiểu gì? Chỗ này anh ý được phân lúc chưa lấy vợ. Trước hết anh ấy lập gia đình, chị ấy là con nhà khá giả, nên anh chị ấy ở với cậu để phòng chị dâu em chồng. Cậu cho chuyển chúng em xuống đây. Thôi cứ thế nhá. Chiều cậu có hẹn, có chuyện gì lúc khác ta bàn tiếp. Phải hôm nay. Cậu bận. Bận cậu cũng phải ở lại. Tôi không ở lại, anh làm gì nào. Anh lúc cậu đuổi tôi ra khỏi nhà, tóc tôi dài 20 phân, giờ thì còn mỗi 1 phân rưỡi. Cậu có nghĩ là tôi sẽ vặn cổ bất kỳ ai cướp chỗ ăn chỗ ở của các em tôi không?
cậu phải giải quyết cho xong đã. Ôi bà con ơi, thằng tù nó giết tôi. Kìa cậu ơi, anh núi. Cứu tôi với, thằng đi tù về nó giết tôi. Cần gì thì vào nhà. Cậu biết trước kẻ vô đạo sẽ đem cái chất du thủ du thực ở tù về, nhưng nghĩ đến sông đến biển, cậu chín bỏ làm 10. Ý kiến sông biển thế nào cứ đề xuất với cậu. Còn tôi, cậu để tôi là người thừa. Sông biển cho cậu ý kiến. Phải là ý kiến của tôi. Anh núi, ý kiến gì thì nói đi. Đơn giản lắm. Một, cậu phải trả lại căn buồng cũ cho anh em chúng tôi. Hai, nếu không làm được như thế, phải mua ngay một chỗ khác, diện tích tương đương với cái buồng ở ngôi nhà cũ. Tất cả mọi việc làm trong một tháng. Được, cậu chấp nhận. Cậu phải có văn tự. Văn tự phải do cậu viết, đưa ra chính quyền đóng dấu. Biển. Dạ. Em lấy giấy bút ra đây. Nếu không sau này cậu lại bảo anh em mình chiếm đoạt. Anh núi, anh đừng bắt cậu phải làm như thế. Lấy giấy bút.